Chào các em, hôm nay chúng ta thực hiện tiếp một cái tiết học online tiếp theo. Hôm trước thì các em đã học về chuyện cổ tích của bé thông minh. Thì đây là một cái chuyện cổ tích thuộc kiểu nhân vật thông minh. Thì qua cái chuyện này nó khẳng định được cái sự thông minh nhạy bén của em trong những lần giải đấu với nhà vua, với quan, với sứ giả. Thông qua chuyện này nó cũng đề cao được cái trí khôn nhân gian, kiến thức nhân gian. Thì hôm nay chúng ta học một cái tiết học là kết nối với có chủ điểm, tức là chuyện cổ nước mình. Đây là một cái bài thơ của tác giả Lâm Thị Mỹ Già. Mấy em mở sách giáo khoa ra trang 46. Thì cái bài thơ này các em nó được học ở nhà, phải được đọc ở nhà, phải nghiên cứu ở nhà. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mấy em tìm hiểu những cái chính của bài, những chính của bài. Thì thông qua cái bài thơ này đó, chúng ta giải thích một số câu hỏi trong sách giáo khoa. Thứ nhất là những cái từ ngữ tác giả dùng ở trong bài thơ này. Và cha ông đời tôi con sông chân trời đã xa chuyện cổ thiết tha thì thông qua những cái từ ngữ này đó, nó diễn tả được những cái nội dung, tức là nó thể hiện được cái ý của cái bài thơ là gì, là những câu chuyện cổ tích gửi gắm của ông cha ta. Thứ hai là nghệ thuật, thì ở đây tất cả sử dụng là chủ yếu là cái nghệ thuật so sánh như là đời ông cha với đời ta. Con sông với chân trời đã xa, thứ hai là cái ý là người thân, ở đây là có ý là người tốt, có phẩm chất đẹp. Như vậy cái thông điệp mà cái bài thơ này muốn nhắn nhủ, muốn chuyển tải đến với các em là gì? Trong phong trào chuyển cổ với chị Hà,
trong vô tàng cũng khỏi nhất nhà. Có giá trị vô cùng quý báu. Và sẽ còn tồn tại mãi cái thời gian. Như vậy chung quy lại đó, cái bài thơ này tác giả nêu lên cái vẻ đẹp, cái ý nghĩa sâu sắc của những cái chuyện cổ tích nước nhà. Đó là những cái câu chuyện nó thể hiện được cái đạo lý mà ngàn đời xưa ông cha ta đã để lại cho chúng ta. Hỏi cái bài này thực ra là cái bài mà các em đọc tham khảo và tự học, nhưng ở đây thì hướng dẫn cho em một số ý như vậy đó. Bây giờ chúng ta sang cái bài thứ hai. Thực hành tiếng Việt thì cái bài này nó có hai cái nội dung, là sẽ ôn lại cho mấy em những cái kiến thức về chản ngữ, cái thứ hai là giúp các em phát hiện ra những cái từ lái chứa trong câu văn, trong câu thơ. Ví dụ thì trong sách giáo khoa đó, trong sách giáo khoa trang 48 thì ở đây người ta đưa ra là 4 bài tập. Thì những cái bài tập này nó có liên quan đến những cái kiến thức các em đã học ở tiểu học, rồi các em đã học ở chương trình ngữ văn 6 ở giai đoạn đầu. Bây giờ cái bài tập này thầy sẽ ôn lại cho mấy em những cái kiến thức đó thông qua việc giải những cái bài tập cụ thể. Bài tập số 1 đặt tên và nguyên tác dụng của các chản ngữ. Nêu tác dụng tất cả chẳng thì trong cái bài tập 1 nó có 3-4 bài nhỏ, bài A, bài B, bài C và bài D. Thì các em mở sách các em thấy rồi đó. Giờ bài A: ngày cưới trong nhà sọ dừa, cổ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Như vậy ở đây người ta yêu cầu mấy em xác định được cái chặng ngữ trong câu, mà mấy em đã học ở tiểu học rồi. Chặng ngữ thầy nói thêm là thành phần phụ của câu, nó bổ sung ý nghĩa cho câu về các ý nghĩa như là thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, vân vân. Thí dụ giờ thầy nói là trên cành cây hai con chim đang hót, ví dụ vậy. Thì đây là một cái câu hoàn chỉnh, nó có chủ ngữ, vị ngữ. Ví dụ bây giờ mình phân tích ra thì mình nói đây là chủ ngữ, hai con chim đang hót là vị ngữ, trên cành cây là thành phần trạng ngữ, chỉ thời, xin lỗi, chỉ địa, địa điểm. Thì trạng ngữ là vậy. Bây giờ dựa vào những cái mà thầy nhắc lại cho các em, đó là tên tạm ngữ trong các câu sau. Thì câu thứ nhất này, câu thứ nhất là ngày cưới trong nhà sọ dừa. Câu A: ngày cưới trong nhà sọ dừa, thì đây là thành phần chạm ngữ. Mà ở đây anh em thấy là cái từ trong nhà sọ dừa là chỉ nơi chốn, trong nhà sọ dừa,
Cho nên mình xác định đây là trạng ngữ chỉ nơi nơi chốn, cái nơi diễn ra sự việc. Trong nhà sọ dừa cổ bàn thật linh tình, do nhân trả ra sự bàn của mình. Ở đây trạng ngữ chỉ nơi nơi chốn. Cô bé đúng lúc rước dâu không ai thấy sọ dừa đâu cả. Cô bé đúng lúc rước dâu không ai thấy sọ dừa đâu cả, thì cái câu này cái thành phần trạng ngữ là đúng lúc rước dâu. Đây là trạng ngữ kể cái thời gian diễn ra sự việc. Thời gian câu C, lập tức vua cho gọi cả hai cha con vào ban thưởng rất hậu. Thì ở đây cái trạng ngữ ở đây là lập tức, còn vua là chủ ngữ. Chúng ta không có tính, chúng ta chỉ tính như thành ngữ thôi. Lập tức ở đây là trạng ngữ chỉ cách cách thức. Câu thứ tư, sau khi nghe sứ thần trình bày một bức một ý sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau. Như vậy câu thứ tư này cái trạng ngữ là sau khi nghe sứ thần trình bày một bức một ý sứ, sau khi nghe sứ thần trình bày một bức một ý sứ, ở đây là trạng ngữ chỉ thời thời gian diễn ra sự việc. Thời gian như vậy nó qua cái bài một rồi nè, chúng ta rút ra là cái gì? Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, nó biệt lập cái dòng cốt câu và nó bổ sung ý nghĩa về thời gian, cách thức, nơi chốn một cho nòng cốt câu. Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa về thời gian, nơi chốn mục đích, cách thức ta cũng chưa câu thông qua tập một chúng ta lúc còn định kết luận như vậy, thì chúng ta xong tập hai là nêu tác dụng liên kết câu của trạng ngữ. Nêu tác dụng liên kết câu của trạng ngữ, đó là bài số 2. Thì trong bài 2 này nó có 3 bài A, B, C. Thì trong bài A này nó có mấy cái từ làm trạng ngữ như là năm mấy nè, rồi chẳng bao lâu, khi chia tay. Thì mấy cái bài tập này mấy em đã có sẵn rồi đấy, còn sách giáo khoa đó các em nhìn vô mấy em thấy năm mấy qua năm mấy chẳng bao lâu khi chia tay. Thì đây là ba trạng ngữ. Thì ba trạng ngữ này nó có tác dụng là liên kết các cái câu lại. Thí dụ năm ấy sọ dừa đổ cạn nguyên, rồi chẳng bao lâu có chiếu nhà vua sai, vân vân.
thì những cái trạng ngữ này nó có tác dụng là liên kết các câu lại, các cái sự việc nó diễn ra một cách liên tục theo cái trình tự thời thời gian liên kết câu. Cô Bê, từ ngày cô Bê múc được lấy chồng trạng nguyên thì đó là một cái trạng ngữ. Cái trạng ngữ thứ hai, nhân quan trạng đi sứ vấn. Cô Bê, lấy được trạng nguyên thứ hai là nhân quan trạng đi xuống đó. Nhân quan trạng đi xứ vấn thì những cái trạng ngữ này nó có tác dụng là liên kết câu về mặt thời gian và biểu hiện cách thức liên kết câu. Như vậy cái tác dụng của trạng ngữ trong câu là nó có tác dụng gì? Tác dụng liên kết câu, có tác dụng liên kết câu, tức là giữa câu này và câu kia có sự liên kết chặt chẽ về ý. Thì chúng ta sang cái bài tập số 3. Bài tập số 3 là người ta cho một cái động văn. Bài tập 3 động văn. Số 3. Thì trong cái động văn này các em phải nhìn thấy rồi đấy. Người ta yêu cầu mình làm cái gì? Tìm các từ đái và chỉ ra tác dụng của các từ đái đó. Bây giờ về từ đái á thì mình biết rồi, mình học rồi. Từ lái thực ra là thầy nhắc lại cho các em nhớ, từ lái là từ phúc, nó có quan hệ với nhau về mặt âm thanh thì mình gọi là từ lái. Thí dụ như là mình nói ríu rít, ríu lo, kéo vo, vân vân, thì đó là những từ lái. Bây giờ trên cơ sở đó chúng ta xác định từ lái trên đoạn văn này là nó có ba cái từ lái này. Thứ nhất là kéo vo. Vế vuông thì cái từ vế vuông này đó, tức là cái âm thanh của tiếng sáo vế vuông, âm thanh của tiếng sáo. Cái từ thứ hai, từ đáy thứ hai là từ rón rén. Từ rón rén này là một cái hành động đi, nhưng mà đi rất là nhẹ nhàng. Rón rén đi nhẹ nhàng. Cái từ thứ ba là cái từ lăn lóc. Lăn lóc thì từ này là cái từ chỉ hình ảnh khổ sở tán thương một cái nhân vật nào đó mà trong cái bài này rất là sợ dừa nằm lăn lóc, hình ảnh khổ sở. Đáng thương
Rồi thì chúng ta đi sang bài tập số 4. Bài tập số 4 là người ta yêu cầu tìm thành ngữ trong đoạn văn và nghiên cứu tác dụng của nó. Thí dụ, viên quan sung sướng vội vàng trở về tâu vua, vua và các triều thần nghe nói mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc cho nhà vua, trước con mắt thánh phục của sứ giả có gì. Thì cái đoạn văn này là yêu cầu nó đang tìm cái thành ngữ. Thì trong cái đoạn văn này cái thành ngữ là gì? Mừng như mở cờ trong bụng. Mừng như mở cờ trong bụng. Thì cái thành ngữ này ý nghĩa của nó là chỉ sự mừng rỡ, phấn khởi. Ý nghĩa đó là mừng rỡ, phấn khởi. Còn một cái bài tập tiếp theo là em sẽ về nhà. Vì về nhà em viết một cái đoạn văn khoảng 150 chữ đến 200 chữ trình bày cảm nghĩ về một kiện cổ tích mà em yêu thích. Trong đó có sử dụng ba trạng ngữ. Thì trạng ngữ này mình mới học rồi đó. Chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, cách thức, vân vân. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em chuẩn bị tiếp cái bài Nông Bu và Hàn Bu, chuyện cổ tích Hàn Quốc.